trong bể ngọc, ra ngoài bạn loan. Đêm đông xuống trần gian bao mộng, chân thị nương tâm động bao thai. Mùa thu tháng chín ngày mười, so
các muôn đời đồ cho đồng thơ tay bay tiệm dầu đồ cho đồng phút lặng hà xa màu xanh trải rộng bao la Phật thánh sau chính mình mua cha dầu trình lên các tăng gia các tòa đi à. Trình lên các tăng gia các tòa hội đồng tiên thánh trình tòa sơn trang dầu trình lên thập kỷ thiên vô đàng.
ca phung kiếm mà đưa ra tay chồng giết sạch những phường quốc gia tha bông 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 núi mưa nghe ngàn ầm ầm binh mã kéo về đất Thiên La vào chùa niệm Phật Bần Si Đà dân ta chịu lỗ lệ ách lầm than dân dày xéo quê hương ước nhà thuở bây giờ có nhà họ Vũ nụ trời xuân một nụ đẹp xinh tươi cũng không có người nào xanh son Wow.
trước bà khi đó cầu nguyện có một người con gái hào hiền được lâu trên bạch hạc hữu duyên cầu kéo về lặng lòng son phù nhà nở nước cùng chân phương cất bước đứng lên phất phất cờ vung tiếng sầu sầu ở cương kia. Quân tô định ào ào chung kéo tới mũi nghiêng thường phơi phới tờ bay hồn về thiêng sông núi có hay đi à hồn thiêng sông núi có hay nhất đòi lở máu sầu chém đôi quân tô định bàn phía kinh hồn giặc nhà Đông Hán này không còn một tên quân giặc Đông Hán này không còn xin nó bé nó
Thank you.
miệng cười. Lộc cầu chỉ có quả cau tươi xin à, lộc cầu chỉ có cau tươi xin à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan hoàng tư thời chân nhân đi các thứ Hãy subscribe
sông bố bên gành, bên gành trăng soi tề tay tiên vô gia rót ta chén rượu đào, dâng nhất tuần sơ dâng lên về ngọc kinh vô kinh mẫu các cô dâng vào, dâng vào dâng đông đưa vào rơi ô rơi giữa quạt hoa lộc lẫy.
lộc xa ông mơ mang về. Nhân tâm tâm ma cầu lộc ông mơ kiếp này ông cho họ nguyện muôn đời ghế ông được giàu sang cho anh trăng vàng thiên đông tươi nha chờ anh trăng vàng kia về thì sao đã đặt chỉ còn cầu vượt và tôi đã thờ vượt giá đôi bên trên đi bờ bảo hà nhà trai xuân xuân qua cảnh ra vườn đào giữa đêm xuân qua cảnh vườn đào có vườn chẳng nghi tiếc mà sao nơi thật nga tinh nghi nơi thật nga tinh ông bảy hoa thuộc tinh trung trung quân lúc sinh thời ông bảy làm tướng bậc bậc trung trung nga thần sinh thời ông bảy làm tướng bậc bậc trung trung nga thank you.
Lúc tình lúc say
thiên thai tú, để thử con dâng bài văn tấu cũng thỉnh mời. Cô sau tối linh nè, ngồi đèn thờ cô, cây mọc xuống xuê lôi lên sông phố hoa một núi thì về suối Nga. Cảnh chi tư huy hoàng mây lồng lồng, sắc tăng phong của hồ thượng đặng tối linh càng thêm nức tiếng thương dành. Nâng trời tiếng sao vèo còn ý là
vào rừng bắc tìm chồng hai thuốc giang yêu kiều tha thiết đẹp như tiên hè về nghe tiếng chim khuyên đi. Con vượt su con nèo mòn khúc hiu dưới nắng hồng diều dịu cành thông con chướng chướng đâm đâm cho họ Nguyễn Thanh Đồng. Cô giang đơn mặt xa để sông nguyên xưa cô chính hiệu trăm đền sông huyền vai trên thiên hầu trong nghi tam tòa xa hồi bản đèn cô dâng ban ta cô bé bản đèn thác cờ thác tích là nơi quê nhà hầu mẫu trong tòa nguyên xưa cô hầu mẫu trong tòa hiệu là cô bé khác ở tôi anh đình. Cô nghe xa xa, cô nghe xa xa khen mối theo thổi đến lại gần lê mát gọi nhau hè sang lê mẫu hòa bình ai lên hang nước về chơi chợ dùng đi cách điều gì thiên thank you.
cô lá cờ thật phiêu bốn xứ xa tươi kìa là mênh mông bầu trời hoàng vơi nghe gì đi qua nơi theo cô đang bơi ai đập 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 ai đã bơi ba dòng thì ta dù bơi bơi say mà vẫn không ngã bia trong dòng biển sông cô đã
như đêm nay đang na mơ ánh trời hồng, như rừng nhớ lá, như sông nhớ đò, con sông nhớ thuyền đò ngang bên hà cô thương đồng, thương đồng lòng già xuống xa. Cô cho được cái ghế Thanh Đồng mà cô mà nó bán được 3-4 cái mảnh đất, cô về đây cô nhảy tung cái này lên. Từ đất Hải Phòng bản hội con về đây nhất tâm hầu Chúa ngày dạy cô trước trời ơi cô chờ ta về, cô về hầu Chúa cô sớm ra đào bàn đền đây cầu hàng bé ra đào đưa tay lên nước bàn đào cầu nguyện đâu đôi tuổi lên đầu ngày ngày đôi tuổi cầu lên hầu của cha yêu quý như Chúa chầu cũng có lòng thương cơ mở trống cờ mở trống đi dòng đi tiêu thiểu nhã nhạc chú tiểu đồng vừa vào tiến dâng hoa con hầu luôn, không phải là gọi như là
Hôm nay sao? Xanh bát ngát chân trời thẳm
quê nhỏ xinh xinh nghe nhà được nắng nếu mà cầu có muốn về thì để vui xếp ai mang hèo hoa cũng cho ai vác ngựa hồng ai mang theo cầu ơi cầu lịch sử nhất trên đời cầu mượn tòa nào đền nào điện nào muôn dân con cũng gọi cậu là người công tử rất hào hoa cậu đi đâu từ sớm tới giờ để cho thanh đồng bản hội chúng con cứ ngồi chờ từ sớm tới đây xa xôi tận dưới Hải Phòng chúng con về đây kêu cầu cửa Chúa xin cậu tấu lên độ trì cho ai trên bình an bạch mẫu xong rồi cậu vừa thôn mua bạch mẫu xong rồi ra roi quất cửa kíp một mùi cậu về phố ngát đồi ngà vỗ tay sông Đà bên ngọc lung linh ai đi lễ mẫu